Xin chào các gia đình đến với chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Hôm nay bác sĩ Hồng sẽ trò chuyện với gia đình của mình với chủ đề là các yếu tố giúp cho mẹ có thể đủ sữa cho em bé. Các mẹ ơi, các mẹ có biết là các mẹ hoàn toàn có thể đủ sữa để nuôi con hay không? Bởi vì sao nè? Bởi vì khi mà mẹ mang thai con ở tuần thứ 12 đến tuần thứ 16 là cơ thể của mẹ đã bắt đầu tiết sữa ra để chuẩn bị sự sẵn sàng khi con ra đời rồi đó. Và khi em bé ra đời, mẹ chỉ cần ôm con cho bú theo nhu cầu là sữa mẹ sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu của con. Mẹ cần chú ý vài điều sau nhé. Điều thứ nhất là mẹ phải tự tin. Mẹ hãy tự tin rằng mình hoàn toàn có thể đủ sữa để nuôi con, bởi vì mẹ hiểu được cơ thể mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Rồi điều thứ hai đó chính là cái tinh thần của mẹ vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc. Mẹ đón đứa con thân yêu của mình chăm sóc bé mỗi ngày. Mẹ hãy vui vẻ và hạnh phúc về điều đó. Cũng như mẹ tranh thủ ngủ nghỉ để mẹ không bị quá mất ngủ. Việc mẹ mất ngủ, việc mẹ mệt cũng làm ức chế tiết sữa. Khi mà mẹ vui vẻ lên thì cơ thể mẹ sẽ tiết ra cái hormone prolactin và oxytocin, giúp cho việc tạo sữa và tiết sữa được nhiều đó mẹ. Điều thứ ba đó chính là chế độ ăn uống. Mẹ ăn uống đa dạng các loại thức ăn thì cơ thể mình sẽ nạp ra được đầy đủ các chất đó, vitamin và khoáng chất cho con. Thức ăn lợi sữa là thức ăn mà mẹ ăn vào mẹ cảm thấy rất là ngon miệng. Mẹ không nhất thiết phải ăn một cái loại thức ăn nào đó nhiều hoặc là kéo dài thì sẽ làm bị mất cân đối. Về nước uống thì mẹ uống nước đa dạng từ 2 lít 2 trở lên trong một ngày, bao gồm nước lọc nè, sữa nè, nước trái cây nè và cả canh nữa đó mẹ. Và điều thứ tư đó chính là cơ thể mẹ sẽ tiết sữa ra theo nhu cầu của em bé. Vậy thì làm sao cơ thể mẹ có nhận biết được nhu cầu em bé là bao nhiêu? Sẽ thông qua việc em bé bú mẹ. Nếu em bé bú mẹ nhiều thì cơ thể mẹ sẽ biết được cái tín hiệu đó và sẽ tiết sữa ra nhiều lên theo nhu cầu của em. Còn nếu như em bé bú ít, mẹ cho con bú sữa công thức, em bé sẽ bú số lần ít lại. Thì khi đó cơ thể mẹ hiểu là em bé chỉ cần ít thôi và tiết sữa ít lại. Vì vậy cho nên mẹ cần chú ý, chỉ cần chú ý những điều trên thôi là mẹ có thể đủ sữa cho con rồi. Mẹ hãy tự tin lên nhé. Bác sĩ xin chào các gia đình ở đây nhé. Nếu như ba mẹ thấy điều này có ích cho mình thì nên like hoặc là share để các ba mẹ khác đều nhận được những cái thông tin này. Các mẹ có thắc mắc gì, có câu hỏi gì thì hãy bình luận ở phía dưới, bác sĩ sẽ trả lời cho các mẹ. Xin chào.